Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello, xin chào anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game đảo kho báu. Ok, hôm nay thì cái sự kiện vòng quay vô tận đã bắt đầu rồi anh em à. Và từ sáng tới giờ mình chỉ mới xả được có 2.373 quả bi số 13 thôi. Và mình còn 8.240 quả bi số 13 nữa anh em à. Thì cái này mình phải canh từ từ nha anh em. Đây, khi mà có ít quả bi số 14 quá thì mình phải quay một cái để cho nó reset để cái vòng quay anh em à. Với lại sáng giờ nó bị lắc anh em thấy không? Đó, sáng giờ chắc là nhiều anh em đang quét bi quá. Quét cái dòng quay vô tận quá cho nên nó bị lắc anh em. Mỗi lần lít vô như vậy phải đợi khá là lâu. Đây cho nên mình cũng khá là lười cho nên là mình phải canh. Thì mình sẽ cho anh em xem thử là 2.375 quả bi số 13 thì mình sẽ được bao nhiêu quả bi số 14 nha anh em. Là mình được 1.453 quả bi số 14. Như vậy là mình lỗ hơn khoảng tầm cỡ 900 quả anh em à. Đó, mình lỗ hơn khoảng tầm cỡ 900 quả bi số 13. Đấy. Tỷ lệ cũng khá là chua ha. Tính ra là 2.000 mấy mình bị mất hết 900, cho 2.500 thì mình sẽ bị mất hết 1.000 đi, thì 10.000 mình chỉ còn lại có 6.000 thôi em à. 10.000 mình chỉ còn lại 6.000 thôi ta. Ây chà, 6.000 không biết là có đủ nữa mà chơi cái sự kiện thâu tóm không nữa anh em à. 3.000 cũng khá là chua anh em ơi. Nếu mà khoảng cỡ 10.000 mà mình ngót nghét lại còn khoảng được 7.000 thì cũng đỡ ha. Mình còn lại 8.200 nữa anh em, còn lại 8.200 quả nữa. Đây, mong là mình có thể là chơi được full cái sự kiện thâu tóm. Nếu mà không được thì mình phải chơi thêm một cái cách, đó là mình chơi nhảy bật anh em à. Nhảy bật đó, sáng giờ cái mạng tình trạng quét nó hơi bị lắc cho nên là mình quét đã tốn thời gian rồi, mà bây giờ nó thêm cái mạng lắc nữa cho nên nó bị tốn thời gian thêm nữa anh em ơi. Đó, hên quá, được vô một quả bi số là 14 nè. Thì ở đây nó chỉ có một cái, hai cái, bốn, có bốn quả bi số 14 thôi. Mình sẽ quét một cái để cho nó reset lại. Đó anh em thấy không, chắc là do nhiều người quét quá cho nên nó bị lắc. Không biết là anh em có bị ở đây có ai bị lắc hay không, thì mình cảm thấy là nó hơi khá là chậm anh em ạ. Mình đã quét được gần đủ được 2.500 cái quả bi số 13 nè, gần đủ mốc để mà ăn full cái sự kiện vòng quay vô tận cái mùa này rồi. Thì đây là cái mẹo để mà anh em có thể là quét kiếm được nhiều quả bi số 14 nha anh em. Đó, hôm qua thì mình nói trong mấy cái video kia thì mình chỉ mở lại mấy các video cũ cho anh em để anh em có thể hiểu rõ hơn để mà quét bi thôi. Để mình lên trên group đảo kho báu mình xem thử là không biết là có anh em nào, mấy anh em quét bi như thế nào rồi. Đây, đợi xíu nha anh em, lên đảo kho báu mình xem thử đây. Tên tên. Để mình lên đảo kho báu, mình lên trên group mình xem thử tình trạng mấy anh em quét bi như thế nào rồi đây. Thì cái nào mà nó anh em thấy ít quá thì anh em reset lại. Cái thời gian cho anh em quét có tới 2 ngày đó mà anh em. Còn tới 2 ngày đó cho nên là anh em cứ bình tĩnh mà quét thôi. Không cần phải gấp gáp gì đâu anh em ơi. Nhiều khi gấp quá thì nó lại không êm. Đấy. Nhiều khi anh em lại không đủ nữa. Hôm nay là cái sự kiện cuối cùng, cái sự kiện landing nữa, ngày cuối cùng anh em. Giải đấu ao làng tham gia 11 giờ ngày 10 tháng 9. Mình không có quên nữa, mình quên đăng ký tham gia nữa anh em ơi. Mình quên đăng ký tham gia cho vui nữa. Nói chung là tham gia cho vui để nhận quà này kia mà quên mất tiêu trời. Nu bu quá lại quên. Theo dõi đấy tham để bốc thăm chia bản áo ao làng phát kiếp code cho những người anh em may mắn. Quên mất, kệ đi. Để có gì lên không biết là ở đây có anh em nào tham gia cái giải đấu ao làng đợt này không ta. Thấy phần thưởng nó cũng được anh em. Cũng không ngon cho lắm nhưng mà cũng được thôi. Quên tách đồ cũ để lấy đồ giám định, có cách nào để quay về thời gian sai lầm không nhỉ? Quên tách đồ cũ ra để lấy đồ giám định khi mà bạn chuyển qua cái đồ mới thì anh em có thể là thì cái mấy cái dòng nó vẫn còn lại cái đồ cũ mà anh em mấy kia nó vẫn còn lại đồ cũ mà anh em cứ việc quay về mấy cái món đồ cũ anh em tách ra thôi thì vẫn lấy lại được nguyên liệu bình thường, đâu cần phải chuyển tới chuyển lui đâu. Nó chỉ bị mất cái dòng cuối thôi anh em à. Nếu mà từ đồ đỏ chuyển qua đồ cam thì bị mất đi cái dòng cuối thôi. Sau nửa ngày cuối cùng quét xong 10k bi 13 và nhận được 6k 1 bi 14. Đấy, đó.
khá là tốn thời gian nha anh em. Sau nửa ngày tính ra cũng nhanh đó chứ. Hiện tại giờ mạng nó bị đang bị lắc quá nè. Cho nên là mình quét nó cũng hơi chậm. Nhiêu đây, tên làm gì? À, nhiêu đây đủ, đủ mấy thằng thâu tóm vậy. Rồi, để mình xem thử. 4.000. 4.000 bi 14. 4.000 chắc không đủ chơi full được khoảng cỡ hơn trăm tầng xíu anh em. Tính ra là quét cực kỳ tốn thời gian luôn anh em ơi. Tối qua mình mới quét được con tiếng, sau đó mình ngưng người sáng mai mình mới bắt đầu mình quét tiếp. Cực kỳ tốn thời gian luôn. Thả ảnh nổ hũ của các thả thả ảnh nổ hũ của các bác vào đây. Ồ, được nổ hũ nè anh em, được 67k ngọc luôn nè. Ngon lành luôn. Thấy cái tỷ lệ. Ồ, nhà ngục em bao đao nè. Đó, khá là nhiều ngọc. Cực kỳ ngon. Trời, hên dí nè. Trời, toàn là 1212 không à. 2 là 4 là 6 là 8 là 10, 12, 14. À, cũng bèo. Thua mình nè, hôm qua mình quét có cái nó ra được tới 16, 17 gì luôn á. Để mình xem thử mấy anh em đi tới đâu rồi ta. Tỷ lệ khó đú quá. Đó, cũng khó thiệt anh em à. Đây, đó, 2, 2, 2, 3. Mong cái đợt này nó sẽ ra được cực nhiều luôn anh em. Để mình xem thử. Nó hơi bị lắc anh em thấy không? Đó, nó bị lắc quá trời lắc luôn. 2, 4, 6, 8, trời ơi. Cỡ đó mà nó còn không ra được cái quả bi số 3 nữa đó anh em à. Đây, ui, nhiều quá nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 luôn nè. Ngon lành củ hành. Cái này giống Photoshop đó ta. Ở cái này là cái sự kiện cũ mà, cái giấc đồng hồ cát này là ở mấy server mới mà. Đâu phải là server này đâu anh em. Do tỷ lệ bi 15,99% ra mấy bờ gồ cho mình hỏi 7k bi 14 đủ bi 15 chơi full thâu tóm không ạ? À? 7k bi mình mất. Khó anh em ơi. Cực kỳ khó, khó ăn luôn. Đặt thâu tóm đợt này có vẻ là hơi bất ổn xíu rồi anh em ơi. Cực kỳ khó, mình dự tính là khoảng tầm 10k bi mà mình đã cố tình mình quét qua tới 10k 6 bi luôn anh em. Nhưng mà mình cảm thấy là mình sợ mình còn không không chạy nổi cái sự kiện thâu tóm đợt này nữa quá. Nếu mà bất ổn quá thì mình chuyển qua mình chơi dạng bỏ bật này kia các kiểu anh em. 900 bi 13 quay qua được 500 bi 14. Ủa, hên dữ. Vì là quá hên luôn anh em, cũng hên ha, cực kỳ hên. Để mình xem thử mấy anh em này đỡ hay. 5.700 bi Phạm Thanh Hãn. Ủa, ông quay ẩu vậy, 11k mà được có từng này. 11k mà này là coi như là quay ẩu anh em. Quay X10 nó hơi nhanh, nó làm biến, nhiều khi làm biến. Vừa quay mà vừa làm biến nữa. Mai tới vòng quay vô tặng hay tầm bảo chưa? Nó chắc cái này lâu rồi quá, 19 tiếng trước anh em. À, vòng 2 chơi cũng hơi tạm ổn, không biết vòng 3 tỷ lệ như thế nào. Cực đen luôn anh em ơi. Đây, chẳng biết là mình sẽ có thể đú nổi được cái sự kiện thâu tóm hay không đây. 1.470, 2.400 mà mới được có 1.470 à, mình bị thọt hết 900 mấy bi rồi anh em. Đây. Hơi nhiều nè, hơi nhiều, mình sẽ quay X10. Để xem 2 4 6 8 10 12, 12 bi anh em à. Cũng được, cũng hên, hên hơn nãy là 3 2 2 2 luôn mà quay nó còn ra được toàn là 4 quả bi số 2. Là đen cỡ nào rồi anh em. Thằng đầu nổ hũ chúc mừng tôi đi. Mình xem thử, 40 mấy k luôn nè, 40 mấy k ngọc luôn nè, hên dữ á. Mình chưa một lần nổ hũ anh em à, chưa một lần nổ hũ luôn. Không biết là mấy anh em ở đây có ai nổ chưa chứ mình chưa một lần được nổ hũ. Cực kỳ đen, cực kỳ nhỏ luôn anh em. À, quên nữa, hãy có anh em kia, anh em gửi cho một cái gift code, anh em đợi xíu nha. Ok, được bạn Thành Gonly gửi cho cái gift code anh em à. Để mình nhập thử xem thử gift code này là cái gì đây. Gift code này là gift code gương số 1. Mình vẫn chưa mở được cái gương nào hết anh em ơi. Để mình xem thử. KB96. KB96. DE. DE. 351F. 351F. Ok, mình gửi thử đây. Hơi lắc anh em, mạng nó bắt đầu lắc rồi. 20 triệu vàng, 3 thùng bia với một lầy 1.000 cỏ ngọc. Đây là cái gương gương quà số 1 cho anh em. Gương quà số 1 ở bên cái sự kiện Landin.
mình vẫn chưa đủ nguyên liệu để mà mình có thể là mở được mấy cái gương đó nữa anh em. Thì xíu mình vô mình quay tiếp ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi anh em à. Hôm nay là cái ngày cuối cùng rồi. Đây, hôm nay thì mình vẫn chưa mở full được, ngày mai mình sẽ tổng kết lại xem thử là 10.006 bi số 13 mình sẽ được bao nhiêu cái quả bi số 14 cho anh em xem nha. Ngày mai là còn cái ngày cuối cùng nữa để mà anh em có thể là quét cái bi số 14. Và sau khi mà quét xong là ngày kia nó sẽ ra cái sự kiện tầm bão nha anh em. Ngày kia nó sẽ ra cái sự kiện tầm bão. Đó, vì vậy mà giờ cái tầm bão đó thì nói chung là nhân phẩm nhiều hơn chứ mình không có thể nào mình canh được anh em à. Mình không thể nào mà mình canh được thì phải. Nó có reset không ta? Để cái gì mời mình xem lại thử. Hình như nó có, ủa, hình như nó không có reset quà anh em à. Cái dòng quay tầm bão nó không có reset quà. Cho nên là nó vô ô nào nó vô ô đó luôn chứ không có reset lại mấy cái móc quà 1111 không gì nữa. Rồi, ok, thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ quét thử cái dòng quay vô tặng này rồi xong mình sẽ tổng kết lại sau ở video tiếp theo nha anh em. Thì cái này mình lên mình chia sẻ với anh em xem thử là anh em đi được cái đâu rồi. Và với 2.500 bi thì mình sẽ đi được, mình sẽ được bao nhiêu quả bi số 14. Đó, cực kỳ chua lè, chua lét luôn anh em ơi. Tỷ lệ cực kỳ chua luôn. Đây, hiện tại giờ mình đã chuẩn bị được 1.500 nè. Chắc là lên 1.500 thì chắc mình có thể là được hơn 1.500 xíu thôi, 2.500. Mình sẽ được 1.500 anh em. Thì với 10k thì mình sẽ được 6.000. Trời, thấp dữ ta. Tới công chuyện luôn rồi anh em ơi. Rồi, đợt này có lẽ như là mình sẽ đi bụi nhiều hơn là về bờ an toàn rồi. Rồi, ok, thôi mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báo này. Và video tiếp theo mình sẽ tổng kết xem thử là được bao nhiêu quả bi số 14 cho anh em xem nha. Đợt này chắc có lẽ là đi bụi chung với lại anh em luôn rồi anh em ơi. Rồi, ok, chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ. Tạm biệt anh em, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye anh em.